30 cm, đường kính 4 cm, một tháng dứt một cái. Ôi mà dứt một cái là một tháng mới xong. Đâu có dễ gì thoát khỏi tay ta. Để đừng quên, đang ban ngày ban mặt đó đừng quên. Dạo này tội phạm tình dục bị bắt nhiều dữ lắm, không nên manh động ha. Ai chuẩn lên thì mấy khi tứ đại dâm tặc chúng ta hội ngộ hay là lưu manh giả danh trí thức một bữa, tức cảnh làm thơ huynh trước đi hả? Được. Dòng sông quê em thật tuyệt vời, trên cầu đi bộ dưới cứt trôi, từng đàn cá nhỏ thì nhào đớp. Em đứng trên cầu nước miếng rơi. Wow, hay thiệt á. Ôi ơi, hay quá, hay thiệt. Lời thơ thật là khẳng khái xúc tích, đã thể hiện rõ tài năng và khẩu vị khác người. Tuy hơi mất vệ sinh một chút nhưng đậm đà mùi nghệ thuật. Bây giờ kính phục, kính phục à, kính vỡ. Đằng kia có một em trông ngon lành phết kìa, ngực tấn công, mông phòng thủ. Wow, đã đến đây rồi mà về tay không cũng kỳ, hay là đường huynh đại diện tới ngoại giao xem giá cả thế nào đi ạ? Nhưng mà nhưng nghĩ cái gì, bộ khó quá hay sao hả? Nhưng mà không thành vấn đề đâu. Trời ơi. Baby. Chuyện gì? Cố lên, cố lên, cố lên. À không có gì. Lúc nãy tôi định mời cô đi nhà nghỉ uống cà phê, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ cô cần đi viện thẩm mỹ quốc tế Việt Hàn hơn là nhà nghỉ. Là sao vậy? Họ có đội ngũ y bác sĩ giỏi và trang bị rất là hiện đại, sử dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến, gần dữ lắm, ngay quận 11 thôi à. Tính làm cho tôi đẹp lên để hiếp tôi chứ gì? Có thể, nhưng trước hết cứ đến viện thẩm mỹ quốc tế Việt Hàn gấp đi cô nương, chứ đứng đây một chút nữa là tôi ói luôn á. Nhưng mà chi phí như thế nào, ai trả? Cô hãy gọi cho Thánh Lòng Tiến qua số hotline là 0987575345 là sẽ có thần chú giảm 10% cho tất cả các dịch vụ làm đẹp ở đó. Rất may cho cô là từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 này nè, Việt Hàn có chương trình 10 ngày vàng giảm giá tới 30%, có một số dịch vụ như là nâng mũi, cắt mí. Cứ lên website viethaniici.com mà coi đi ha. Với tình trạng của cô chắc phải thay cả cái mặt mới được à, chứ vậy không ổn đâu ha. Ý anh là chê tôi xấu chứ gì không? Không đâu, cô nương hiểu lầm ý của tôi rồi. Ý tôi là cô nương thuộc dạng xấu quá trời quá đất luôn à. Người xưa có câu tình yêu như bát bún riêu, không ăn chở hết để chiều nó thiêu. Ta đường đường là đệ nhất dâm tặc đường Bá Hổ, lý nào lại không cưa nổi một con bánh bèo. Lần này mà không ăn được Thu Hương, ta đi làm 3D luôn. Là con gái phục sinh. À dạ, cô biến rồi chị Thu Hương ơi, cô biến. Hết hồn mà. Sao vô phòng không gỡ cửa, lỡ ta đang tắm thì sao? Cô biến chị Thu Hương ơi, cô biến ngoài ngoài kia có 101 tên dâm tặc quyết lục tung thùng rác tìm xác chị Thu Hương đó. Ta biết là ta đẹp mà, cứ cho tụi nó vô đi. Trời trời, không được đâu, tụi nó đông dữ lắm. Tụi nó nói gặp chị sẽ giết rồi hiếp. Thôi hiếp rồi hãy giết còn sướng hơn. Không ngờ chị Thu Hương lầy còn hơn cả đầm lầy nữa. Nếu chị đã bất cần thân thể thì đừng trách ta bất nhân tính nghe, ha, được không? Đợi chút, đợi chút, ta có chuyện này muốn hỏi. Mà hỏi thôi, có cần đổ máu gì không? Nhiều đó mà nhầm nhò cái gì, một ngày bị đâm mấy lần ta còn chưa nói nữa nè. À, được, chị Thu Hương cho em hỏi, chị đạm cái giống đách gì mà một ngày chị bị đâm mấy lần vậy hả? Thì ta làm thơ mai, một ngày kim đâm ta mấy lần là chuyện bình thường, chứ nhà ngươi nghĩ ta bị cái gì đâm? Anh tỷ thông cảm, tại ta đi hay thông cống dạo, nghe đâm đâm làm ta nhớ nghề quá. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây hả? Ngươi nói coi. Nhìn có vẻ nghiêm trọng gì hả? Chị không nghe một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ hả? Cười là phải cười cho đúng chỗ, không khéo là lấy rổ lượm răng nghe em trai. Ngươi không biết là ta đang chỏng mông cong xương sống để nghiên cứu ra hammer thần công hả? Bây giờ ta mà chửi ngươi lại sợ ngươi không hiểu tiếng người, còn đánh ngươi mắc công bị người ta nói ngược đãi động vật nữa. Kẹo sâm hammer thôi mà, tưởng gì ghê gớm chứ. Kẹo sâm hammer tao uống mỗi ngày. Kẹo sâm hammer tăng cường sinh lực, kéo dài thời gian tò te tú tí. Ngươi đúng là cùi mía, ý ta là hammer thần công. Cùi mía gì ở đây? Nhà thằng đó có bán mía hả? Tao lao gì mày? Hammer thần công là để phối hợp với hấp diêm đại pháp đó cùi mía. Ta không tin kẹo sâm hammer lại không bằng một thằng bán nước mía. Bây giờ ta đi uống kẹo sâm hammer tăng cường sinh lực bồi bổ cơ thể. Thu Hương cứ chờ đó đi. Ai da, cái lỗ mũi mới sửa. Xấu rồi bà đặt tạo nét của chừng tét não đó nha cưng. Bởi vậy không ai sánh bằng bí kíp hammer của ta hết. Ta nói gió đưa bụi chuối sau hè vẫn chơi chút xíu ai dè có thai. Không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử phải dài và có gân. Câu này mới là câu ta ưng ý nhất.
yêu nhau thì phải được sờ, không thì lại bảo giả vờ yêu nhau. Nếu Thu Hương đã có ngẫu hứng thì Tiểu Sinh cũng xin dứt nhẹ mấy câu. Ngoài đời anh bán ve chai khi lên Facebook xì tay vải liều. Trên trời có dạng gì sao, dưới đất chỉ có mình tao anh hùng đó mà. Hồi nay vái cái nồi trời, không lẽ mình bị hoa mắt? Làm cách nào mà ngươi hấp dẫn quá vậy? Đó là nhờ tao uống kẹo Sam Hammer ông ngậm bà khen bản lĩnh đàn ông đó. Kẹo Sam Hammer múa đâu? Cứ việc lên Facebook kẹo Sam Hammer ông ngậm bà khen sẽ có. Có đúng là tự nhiên và an toàn hay không? Ừ. Vậy thì người mau lên Facebook đặt liền cho ta một xe tải nhanh lên coi. Nè, cứ bình tĩnh. Thuốc này dành cho đàn ông. Mà tao quá đàn ông cho nên Thu Hương khỏi cần lờ đi ha. Bỏ ra cái đồ biến thái. Tao mua cho chồng ta xài. Chồng ta quay to nhưng yếu dữ lắm. Người khai thiệt đi. Thật ra ngươi có ý đồ gì? Nếu như chị Thu Hương đã muốn biết thì ta cũng sẽ đết giấu làm gì. Thật ra ta chính là thằng điên chở kim biên chứ gì. Nghe xong đừng có hết hồn. Thật ra ta là bạn trai của chồng cô. Thật là phi diệu. Chính xác là vậy. Tính chơi trò ly gián hai vợ chồng hả mày? Chị quýnh cho mày bung trứng khỏi nghĩ đẻ luôn. Một cảm giác thật vô bố. Hay à, đây là bức ảnh con gà đinh dậu, chính tay họa sĩ thiên tài tự kỷ vẽ tặng cho hoàng thượng đó. Giờ hôm nay hoàng thượng đặc biệt kêu ta mang tới đây để cho ông thưởng thức, coi như là Tết này mang nhiều tài lộc may mắn đến gia đình ông á. Nhìn kỹ lắm rồi, đây đâu phải là bức họa con gà đinh dậu đâu. Ý ông nói đây là bức tranh giả, ta lừa gạt ông có phải không? Ê, khoan đã, từ từ tính. Thu Hương, coi giùm má đi. Dạ, để con coi. Nghe xuân sang, thấy trong lòng em ứa gan. Tết đến nơi mà vẫn chơi hàng phạt kè. Đây là tranh giả đó mấy má ơi. Con gái của ta có một biệt tài rất là quẩn khúc. Mỗi lần mà nó coi tranh, nó hát lên bài này thì chắc chắn đó là tranh giả. Nếu nói như vậy thì trong phủ này chắc hẳn có chứa tranh thật của tự kỷ. Và chắc chắn trong phủ này có tự kỷ. Gọi hắn ta ra thị chứng đi. Được. Có bản lĩnh thì kêu tự kỷ ra đây thực tài cho ta coi. Phủ của ta không có chứa nào tự kỷ hết trơn á. Vậy mà dám phán tranh của ta là tranh giả hả? Nói giỡn thôi, chứ trong phủ của ta có tự kỷ á. Để ta móc ra cho các ngươi xem. Thu Hương, móc tự kỷ ra đây coi. Dạ, móc liền. Nếu người thật sự là cái thằng tự kỷ đó thì vẽ bức tranh đinh dậu cho ta coi kia coi. Tự kỷ mày cứ vẽ đại đi, có gì đâu mà phải sợ mày. Xong trong ba nốt nhạc, mời tới ngót. Để mày vẽ con gì á, tao nhìn giống con rồng Pikachu hơn á. Để tôi vẽ thêm cái mồng nữa là ra con gà. Thấy chưa, ngon lành luôn. Cái tên kìa, tao chôn sống mày bây giờ. Hắn nghĩa gà không ra gà, Pikachu không ra Pikachu. Mà dám nói tranh của ta là giả. Tranh đó đích ghẻ y lộn, đích thực là giả. Và tự kỷ ta đây đích thực là thiệt. Đứa nào ngon thì lon ton ra đây đối đáp với ta vài câu nghe chơi để biết như thế nào gọi là tự kỷ. Người xưa có câu, nhớ vợ thương con thèm thịt chó. Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi. Tới nhà ngươi. Ngày nay có câu, nhớ cha thương mẹ yêu luôn cẩu. Ghẻ không cần có, cẩu một cần. Hảo, ngờ ngươi cũng sắc bén dữ à. Chúc mừng năm mới, dù là đối thủ nhưng đầu năm đầu tháng cũng phải hung cái lấy hên ha. Bây giờ tao với mày chơi tiếp mày. Kiếp sau chẳng muốn làm người, thà làm gia súc cho nàng hút phân hửi ha. Kiếp này ta thà làm con cóc để kêu ông trời đánh chết cha thằng kiếp sau. Trên trời có dạng gì sao, dưới đất con mình tao sai đẹp. Thế gian tùm lum điện thoại, selfie bao đẹp, tao chơi cùng Apple. Người đồng dữ vậy ta, nó chơi với Apple luôn. Kiếm Apple chơi lại với nó, Apple có nhiều dòng mà. Đừng bảo hổ, người muốn lấy Apple ra đối đáp với ta phải không? Phải là Apple rồi. Đang rước lọc 500 con gà vàng, 4 số 9 ở thế giới di động lần đó. Hay, sắm Apple rước lọc 500 con gà vàng, thắng số 9. Hay. Chuyên gia selfie đích thực Apple F1X, F1 Plus, A37, A39 Neo 7S, chụp đã đẹp, mua còn trúng 500 con gà vàng. Tại sao người biết mua Oppo ở thế giới di động trúng 500 con gà vàng chiến số 9 hả? Mà duy nhất chỉ trong tháng hè này Oppo mới có chương trình này thôi. Năm gà đừng hỏi mấy câu gà quá được không? Đừng nói là mày lên website của thế giới di động nha con. Tất nhiên rồi, tháng thần tài sẽ bỏ qua cơ hội rất thần tài hả con? Nhân tài Việt Nam không có thiếu. Dù có nhỏ bằng cái cây quạt, vẫn có thể thổi mát làm công sợi lông đó nghe mày.